tiên tri tiết lộ chính xác 100%, đúng cuối năm 2023 âm lịch, Đinh Dậu sinh năm 1957, được thần tài ban cho lộc lớn. Bất ngờ nổ lộc, trúng số liên tiếp, tiên tỷ cầm tay, an nhàn hưởng thụ cảnh giàu sang, tha hồ tiền tiêu Tết. Kính thưa quý cô bác tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 thân mến, kiếp nhân sinh này chính là những ngày tháng nối tiếp nhau trong khổ ải trần gian. Có những người phước dày mạng lớn mới có đủ mạnh mẽ đi qua mọi sóng gió, khó khăn, chèo lái con tàu sinh mệnh đi đúng hướng và gặt hái được nhiều thành công. Như theo tử vi số mệnh luận giải rằng, tùy từng thời điểm khác nhau mà mỗi con giáp sẽ nhận được phúc họa khác nhau, tại thời điểm này bạn bị hung tinh chiếu rọi, vận hạn triền miên, nợ nần chồng chất, nhưng thời điểm khác lại phú quý lâm môn, tiền nhiều chất đống, thu hái của cải của thiên hạ về nhà, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Cô bác Đinh Dậu biết không, có một khái niệm nói rằng phiên bản hoàn mỹ nhất của chính Đinh Dậu không phải là phiên bản nơi Đinh Dậu. Chỉ nghĩ Đinh Dậu có thể làm mọi thứ mà không thật sự làm gì cả, phiên bản hoàn mỹ nhất của mỗi Đinh Dậu xuất hiện ở thời điểm bản thân họ luôn cầu tiến và cầu thị, học hỏi và vươn lên. Phiên bản đấy không bao giờ mất sự tập trung, không bao giờ quên sự cố gắng, biết cách từ chối những cám dỗ bên ngoài, không uống cái gì, không chơi cái gì, không lậm vào cái gì, để giữ cho bản thân sự tỉnh lặng, tỉnh táo, mà tập trung vào đường mệnh của chính mình. Dù sao đi chăng nữa, vẻ đẹp của mỗi Đinh Dậu sẽ luôn thật sự rực rỡ. Ở thời điểm họ chuyển mệnh, chuyển vận, chiếm bản ngã, nỗ lực và bền bỉ để theo đuổi những điều rực rỡ của đời người, và trong những ngày tháng còn lại của năm Quý Mão 2023, thầy tử vi bất ngờ khi gọi tên con giáp tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957, là con giáp may mắn, được trời Phật thương tình mà ban cho rất nhiều những cơ may đổi vận, quý nhân chỉ lối dẫn đường, mà kiếm được nhiều lộc lá, của cải trong cái giai đoạn cuối năm này đây, sẽ là một khoảng thời gian rất hanh thông và thuận lợi trên tất cả mọi phương diện cuộc sống của bản mệnh. Thế nhưng có nắm bắt được vận trình để cải biến vận mệnh được hay không lại là do chính bản thân của quý vị tuổi Đinh Dậu. Vậy, vận trình trong giai đoạn cuối năm 2023 âm lịch sẽ diễn ra như thế nào? Cơ may mà bản mệnh đón nhận được là gì? Thì ngay sau đây hãy cùng với Minh Đường Tử Vi đi tìm lời giải đáp quý vị nhé! Đúng cuối năm 2023 âm lịch, Đinh Dậu sinh năm 1957, bất ngờ nổ lộc, trúng lớn tiền tỷ cầm tay, an nhàn hưởng thụ cảnh giàu sang, tha hồ tiền tiêu Tết. Thưa quý cô bác tuổi Đinh Dậu 1957 thân mến, sống tới từng này tuổi rồi nhưng quý cô bác đã thật sự hiểu về tính cách hay bản tính thật sự sâu bên trong con người mình chưa? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu về đặc trưng tính cách của mình nhé! Điều đáng khâm phục ở người tuổi Đinh Dậu là luôn phấn đấu hết mình để vươn lên những đỉnh cao trong sự nghiệp. Họ dũng cảm, ưa thử thách, vì vậy rất thích hợp để theo đuổi những công việc áp lực cao. Nếu là nhân viên với khả năng làm việc độc lập của mình, họ có thể đạt được thành tích cao trong công việc. Họ yêu nghề, tự giác và có trách nhiệm cao. Chính vì vậy, cấp trên luôn hài lòng về kết quả mà họ đạt được và ghi nhận những đóng góp của họ. Những người tuổi Đinh Dậu có khả năng thích ứng rất tốt, họ có thể sống ở bất cứ đâu trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chính vì lý do này mà những người này không hề sợ thay đổi. Và thậm chí họ muốn có sự thay đổi, bởi vì đó là lúc họ thấy rõ điểm mạnh của bản thân khi thích ứng với hoàn cảnh. Ngoài ra, với tính cách tuổi Đinh Dậu ưa khám phá, họ cũng thích mạo hiểm, thích đi lang thang, thích di chuyển đi đây đi đó, họ ghét cãi vã, không thích sự bất hòa. Mỗi khi điều đó xảy ra họ lặng lẽ bỏ đi cho dù đó là một cuộc cãi vã có ích, có tính xây dựng đi chăng nữa, trong mắt mọi người hành động này được xem là trốn tránh vấn đề. Nhược điểm không nhỏ của những người này là họ nghi ngờ về khả năng làm lòng người khác của mình, họ không chắc chắn về việc mình có quyến rũ không, vẻ ngoài của mình có được đẹp không, sự tự tin mình thể hiện như vậy có ổn không, thế nhưng họ không bao giờ muốn bộc lộ nỗi lo sợ này ra ngoài. Người tuổi Đinh Dậu này tỏ ra rằng mình đầy kiêu hãnh, tự tin rằng mình hoàn hảo, đó là lý do nhiều người nhận thấy họ quá kiêu căng. Nếu họ điều chỉnh tính cách này càng sớm càng tốt, thì cơ hội thành công đến với họ cũng dễ dàng hơn. Người tuổi Đinh Dậu thuộc mẫu người rất tự tin, họ thường không chủ động trong đời sống tình cảm mà luôn chờ người khác theo đuổi. Nhìn bề ngoài họ dường như không hề lo lắng đến việc họ có hay không một tình yêu chân thành, tất cả mọi chuyện đến với họ có phải là giả tạo hay không. Thế nhưng trong thâm tâm, họ vừa là những người theo chủ nghĩa lãng mạn, lại cũng vừa là những người theo chủ nghĩa lý tưởng. Họ luôn tin tưởng rằng mình sẽ có được một tình yêu lâu bền. Thưa quý cô bác tuổi Đinh Dậu 1957, cũng đã sắp bước qua năm mới 2024 rồi, và để có một năm mới thuận lợi may mắn, quý cô bác cần chọn cho mình người hợp tuổi đến sông đất lấy may đầu năm mới 2024. Vậy Tết năm 2024 này quý cô bác nên chọn tuổi nào để sông nhà,
Xin mời quý cô bác cùng dõi theo video dưới đây nhé. Xem tuổi sông nhà là một trong những truyền thống đẹp của người Việt để cầu một năm mới thịnh vượng, phát tài. Theo đó, vị khách đầu tiên tới chúc Tết mà hợp tuổi với gia chủ là người sống đức độ, tử tế thì sẽ mang nhiều phước lành, tài lộc, vận may đến với gia đình. Gia chủ tuổi Đinh Dậu 1975 hợp với các con giáp tuổi Tỵ, Sửu, nhóm tam hợp Tỵ, Dậu, Sửu hoặc tuổi Thìn, nhị hợp Thìn, Dậu. Ngoài ra cũng có thể chọn người mệnh mộc tới sông nhà. Cụ thể những tuổi sau sẽ hợp sông nhà cho gia chủ tuổi Đinh Dậu 1957, Giáp Thìn 1964, Ất Tỵ 1965, Mậu Thân 1968, Kỷ Dậu 1969, Bính Thìn 1976, Đinh Tỵ 1977. Ngày nay xã hội ngày càng hiện đại, bất kể là nam hay nữ đều có thể đến sông nhà, miễn sao là người hiền lành, tử tế, đức độ thì sẽ mang tới phước lành. Bản mệnh tuổi Đinh Dậu nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ sáng để đi sông đất đầu năm. Như đã biết, tục sông đất, sông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ sông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để sông đất, sông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc. Bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay sông đất, sông nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi sông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt. Với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý, thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi sông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 3 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi sông đất hoặc nhờ người tới sông đất nhà mình cô bác nhé. Tiếp theo, trong chuyên mục Phong thủy may mắn năm 2023, Minh Đường Tử Vi chia sẻ tới quý vị về phong thủy may mắn, giúp Đinh Mùi gặp hung hóa cát, đón năm mới may mắn bình an. Đầu tiên là tổng quan vận mệnh giai đoạn cuối năm 2023 âm lịch, người tuổi Đinh Dậu 1957. Giai đoạn từ nay tới Tết 2024 này, tuổi Đinh Dậu gặp được cục diện tam hợp thái tuế, báo hiệu đây sẽ là một tháng nhiều điểm sáng với con giáp này. Mọi việc đang có những chuyển biến tích cực hơn, cải thiện rõ rệt so với thời gian trước đó. Phương diện sự nghiệp của Đinh Dậu có thêm các tinh thiên ấn che chở, nên vận trình không tệ chút nào, bạn bình tĩnh và tập trung trong công việc, hoàn tất được nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành từ trước. Các mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác đều diễn ra tốt đẹp, mang tới cho bạn nhiều sự hậu thuẫn. Sức mạnh tập thể càng giúp bạn tiến nhanh và tiến xa hơn. Tài chính ở thời điểm này khá dư giả, Đinh Dậu được dự đoán cả nguồn thu từ nghề tay phải và tay trái của bạn đều khả quan. Bạn có thể thoải mái thực hiện các dự định mua sắm, chuẩn bị đón Tết hoặc tự thưởng cho bản thân món quà khích lệ tinh thần cho nỗ lực suốt cả năm qua. Dù vậy, con giáp này cũng nên học cách quản lý tài chính tốt, tránh xa đà vào việc sắm Tết quá dư thừa mà gây lãng phí. Mối quan hệ tình cảm cũng có nhiều niềm vui, một số cặp đôi có thể đi đến quyết định quan trọng khi nâng cấp mối quan hệ tình cảm của mình. Gia đạo an vui, vợ chồng đồng lòng vun vén nhà cửa, người độc thân có vận đào hoa, dễ tìm thấy tình yêu định mệnh của mình.
Tháng này tuổi Đinh Dậu cần đặc biệt lưu ý phương diện sức khỏe. Nguyệt lệnh lâm đất bệnh dự báo, những bất lợi cho cơ thể của bạn có thể là những chứng bệnh cũ tái phát, hoặc cơ thể lao lực nên dễ ốm đau. Hung tinh ngũ quỷ cũng nhắc nhở con giáp này đi lại làm việc cẩn thận, kẻo bị thương tật tai nạn. Phương diện tài lộc, từ nay tới Tết 2024, tài lộc của tuổi Đinh Dậu vượng lên khá rõ. Cục diện tam hợp mang tới cho bạn nhiều may mắn về tiền bạc. Cả nghề tay phải lẫn nghề tay trái đều đem lại thu nhập khả quan, nhưng chính tài vẫn có xu hướng nhỉnh hơn. Công việc đang tiến triển mạnh mẽ đảm bảo cho con giáp này nguồn thu nhập rủng rỉnh, bên cạnh khoản lương cứng, với biểu hiện xuất sắc của mình. Đinh Dậu còn có thể nhận được các khoản phụ cấp, đãi ngộ, thưởng nóng về trách nhiệm, đặc biệt việc ký kết hợp đồng diễn ra suôn sẻ, bạn được dự báo sẽ thu về khoản chi doanh số không nhỏ. Đây còn là tháng chạp cận Tết, cuối năm là lúc mà tiền lương tiền thưởng được trao, nhiều thu nhập đổ về cùng lúc giúp tài khoản của Đinh Dậu tăng tiến chóng mặt. Trong khi đó, người làm kinh doanh đón lộc về, nhờ nhu cầu mua sắm dịp cuối năm tăng, các cơ hội buôn bán mùa lễ hội cuối năm liên tục mở ra trước mắt, có thể khiến bản mệnh choáng ngợp, nhưng cũng vì thế mà bản mệnh có thể gặp khó khăn trong việc lựa chọn hạng mục phù hợp. Tuổi Đinh Dậu được khuyên đừng quá vội vàng ra quyết định khi nghe lời ngon ngọt của ai đó, hãy dựa vào kinh nghiệm và căn cứ năng lực của mình. Chọn lĩnh vực mà bạn biết rõ nhất, khi đó bạn sẽ tự tin hơn, gặp tình huống bất lợi cũng biết cách xoay sở kịp thời. Ngoài ra, bạn cũng nên tin tưởng hơn vào trực giác của mình, nhất là khi sao xấu ngũ quỷ sẽ có thể gây ra một vài bất lợi nếu bạn chủ quan. Nếu bạn cảm thấy cơ hội nào đó không ổn, thì tức là nó có vấn đề thật, nên dành thời gian tìm hiểu thêm. Tiền bạc dư giả nên bạn có thể thoải mái thực hiện các dự định mua sắm, chuẩn bị đón Tết, hoặc tự thưởng cho bản thân món quà khích lệ tinh thần cho nỗ lực suốt cả năm qua. Dù vậy, con giáp này cũng nên học cách quản lý tài chính tốt, tránh xa đà vào việc sắm Tết quá dư thừa mà gây lãng phí. Phương diện sự nghiệp, từ nay tới Tết 2024. Những chú gà sẽ khiến cho những người xung quanh phải ngạc nhiên bởi cú bứt phá ngoạn mục của mình trong tháng cuối cùng của năm Quý Mão này. Dưới sự che chở của tam hợp, sự nghiệp rực sáng những cơ hội phát triển đáng kể, bản mệnh có sự hứng khởi và năng lượng tràn đầy để theo đuổi mục tiêu. Đây là thời điểm tốt nhất để tuổi này nắm bắt thời cơ củng cố vị trí đang có, tiến những bước xa hơn trên chặng đường công danh. Lại thêm thiên ấn xuất hiện trong tháng này, báo tin vui cho con giáp tuổi Đinh Dậu biết rằng nỗ lực của bạn trong nhiều tháng qua đã bắt đầu có kết quả. Bạn bình tĩnh và tập trung trong công việc, hoàn tất được nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành từ trước. Các mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác đều diễn ra tốt đẹp, mang tới cho bạn nhiều sự hậu thuẫn. Sự phối hợp ăn ý giữa mọi người giúp những vấn đề khó khăn trước đó được giải quyết trong thời gian sớm hơn, đỡ tốn công, tốn sức so với khi bạn phải làm một mình. Sức mạnh tập thể càng giúp bạn tiến nhanh và tiến xa hơn, vậy nên thường ngày đừng quên chăm sóc cho những kết nối xã giao của mình. Dù đối phương không giúp được bạn về mặt vật chất hay nâng đỡ bạn trong công việc cụ thể, nhưng cũng sẽ mang tới cho bạn sự ủng hộ cần thiết. Tất nhiên bạn cũng không nên quá ỷ lại vào người khác, mà phải tự mình hành động, chăm chỉ nỗ lực thì mới đạt được kết quả đúng như ý nguyện. Nhân lúc các khí tràn lan, đây cũng là thời gian tốt để bạn trau dồi, cũng như rèn luyện tất cả những gì liên quan đến sự sáng tạo trong công việc của mình. Bây giờ việc mạnh mẽ và tự tin bộc lộ khả năng mình là chìa khóa để bạn đánh đổi lấy. Vậy là sau những cố gắng không ngừng nghỉ, tuổi Đinh Dậu cuối cùng cũng gặt hái được thành công. Từng bước tiến đến hơn với mục tiêu mà mình đã đặt ra, cấp trên nhìn thấy những nỗ lực không mệt mỏi của bạn, quyết định trao thêm trọng trách, cất nhắc lên vị trí cao hơn. Bên cạnh những may mắn kể trên, tuổi Đinh Dậu vẫn cần hết sức thận trọng. Khi ngũ quỷ hung tinh xuất hiện dự báo có điểm tiểu nhân quấy phá, lúc này bạn cần ý thức rằng, dù bản thân đang có lợi thế, thì cũng chớ nên tỏ ra hoang hoang, khoe khoang, coi thường người khác. Người càng tài giỏi lại càng khiêm tốn, chớ vì sĩ diện nhất thời mà tỏ thái độ không đúng mực, chiêu gọi tiểu nhân, tự rước lấy rắc rối cho bản thân. Về phương diện tình duyên gia đạo, tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch, tam hợp gợi nhắc cho con giáp tuổi Đinh Dậu để họ trân trọng hơn hạnh phúc đang có. Dù là những việc nhỏ mà người ấy làm cho bạn vì tình yêu, chứ không phải vì mục đích vụ lợi nào cả. Với những ai biết cố gắng sửa chữa sai lầm, vun vén hạnh phúc gia đình, thì nay cũng đã có dấu hiệu tích cực khi người ấy bao dung, sẵn sàng chờ đón bạn quay trở về. Một số cặp vợ chồng son lúc này cũng nhận được tin vui bầu bí, hân hoan thông báo cho nội ngoại hai bên. Người độc thân thời gian này có người đưa kẻ đón khiến ai cũng phải ghen tị. Những cặp đôi đang trải qua giai đoạn hạnh phúc ngập tràn. Về phương diện sức khỏe,
Lục Bạch ngụ tại Trung Cung nhắc nhở mệnh chủ nếu phải đi xa trong ngày hôm nay thì cần phải hết sức chú tâm đảm bảo an toàn cho bản thân. Đừng để xảy ra những sự việc đáng tiếc. Con giáp tuổi Đinh Dậu nên nhớ việc đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh là điều ưu tiên hàng đầu. Thời gian này trong các chuyến đi xa bạn hạn chế việc cầm lái vì khả năng tập trung không cao. Ngoài ra Bạch Hổ hung tinh dự báo có những điều gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh. Thay vì việc cố gắng uống thuốc bổ thì bạn nên lắng nghe cơ thể mình, ăn uống đúng bữa, thể dục thường xuyên. Trong năm 2024 sắp tới, quý cô bác tuổi Đinh Dậu cũng sẽ gặp khá nhiều vận hạn năm. Cô bác nên biết trước và làm thế nào để hóa giải, biến hung thành cát để có một năm thuận lợi và hanh thông. Đối với nam mạng Đinh Dậu, năm 2024, Đinh Dậu nam mạng được sao Thái Dương chiếu mệnh trong hệ thống cửu diện. Đây là phúc tinh mang tới những điều may mắn, tốt đẹp cho thân chủ. Vì vậy trong năm này, bản mệnh sẽ gặt hái được những thành quả tốt đẹp nếu chăm chỉ, nghiêm túc làm việc. Quý ông ra ngoài gặp được thầy hiền, bạn tốt giúp đỡ, cuộc sống được mãn nguyện như ý. Tử vi năm Giáp Thìn 2024, tuổi Đinh Dậu nam mạng gặp hạn thiên la. Đây là hạn chủ về gia đạo bất hòa, dễ mâu thuẫn. Để giảm trừ tác động của vận hạn, mệnh chủ tránh nóng nảy, giữ gìn hòa khí cho gia đình. Hãy dành nhiều thời gian hơn để quây quần bên con cháu, chia sẻ giúp đỡ người xung quanh. Gia đình đoàn kết yêu thương nhau thì vượng khí mới hội tụ. Đối với Đinh Dậu nữ mạng, có sao Thổ Tú chiếu mệnh, sao này chủ về xuất hành không thuận lợi, tiểu nhân gièm pha, chăn nuôi dễ gặp thua lỗ. Để giảm vận hạn của sao Thổ Tú gây ra, chủ mệnh nên thận trọng hơn trong những giao dịch làm ăn, buôn bán. Khi ký kết phải có giấy tờ rõ ràng để đề phòng bất trắc. Hơn nữa trong năm này nên hạn chế cho người khác vay mượn tiền bạc nếu không thân thiết. Đi lại đường xa cần có sự chuẩn bị trước, đặt sự an toàn lên hàng đầu. Tử vi năm Giáp Thìn 2024, tuổi Đinh Dậu nữ mạng, gặp hạn Diêm Vương. Đây là chủ về thị phi, lo âu về mặt tinh thần. Người gặp hạn này nếu có lối sống lành mạnh, từ bi hỷ xả, lạc quan vui vẻ thì sẽ tránh được ảnh hưởng xấu của vận hạn. Cách hóa giải vận hạn trong năm 2024 của người tuổi Đinh Dậu được các thầy tử vi chỉ ra như sau. Để hóa giải vận hạn của sao Thổ Tú, nữ mạng Đinh Dậu nên làm nhiều việc tốt, tu tâm tích đức, một lòng hướng thiện. Như vậy không chỉ tích thêm phước đức cho bản thân mình, mà con cháu đời sau cũng được thịnh vượng, ấm êm. Bên cạnh đó, chủ mệnh có thể tham gia lễ cúng sao giải hạn ở chùa hoặc tại gia. Đây là một trong những phong tục của người Việt để giảm trừ vận hạn. Lễ cúng được thực hiện một lần vào đầu năm. Khi tham dự gia chủ cần thành tâm cầu khấn, lễ vật không cần quá cầu kỳ. Được phúc tinh chiếu mệnh, nam mạng tuổi Đinh Dậu sẽ có vận trình tử vi an khang cát tường để gặt hái được nhiều thành quả trong năm 2024. Chủ mệnh làm gì cũng cần có kế hoạch, sự tập trung và nghiêm túc, chăm chỉ hành thiện tích đức để gia tăng phước báu. Theo kinh nghiệm của dân gian, vào năm được sao tốt chiếu mệnh, người xưa thường làm lễ nghênh đón cung sao, tuổi Đinh Dậu nam mạng có thể thực hiện nghi thức này tại gia với lòng thành tâm của mình. Lễ vật chuẩn bị giản dị, không cần quá cầu kỳ, cầu bình an, sức khỏe, may mắn trong năm 2024, Đinh Dậu nam mạng có thể sử dụng các vật phẩm phong thủy như mặt Phật bản mệnh hoặc vòng tay trầm hương. Nữ mạng tuổi Đinh Dậu được Phật Bất Động Minh Vương hộ mệnh, đeo mặt Phật bên người để được Đức Phật che chở, dẫn đường chỉ lối, sống tích cực hướng thiện, hạnh phúc tròn đầy. Tử vi tuổi Đinh Dậu các tháng trong năm 2024. Tháng 1 âm lịch. Công việc, sự nghiệp tuổi Đinh Dậu trong tháng này có nhiều chuyển biến tích cực. Bạn sẽ có cơ hội ký kết được những hợp đồng lớn, mở rộng thị trường và tăng trưởng doanh thu. Tài chính, tài lộc tuổi Dậu trong tháng này khá tốt. Bạn sẽ có nhiều nguồn thu nhập khác nhau, giúp cải thiện đáng kể tình hình tài chính. Tình cảm, chuyện tình cảm của tuổi Đinh Dậu trong tháng này khá suôn sẻ. Những cặp đôi đang yêu nhau sẽ có nhiều thời gian bên nhau và hiểu nhau hơn. Sức khỏe tuổi Đinh Dậu trong tháng này khá ổn định. Tuy nhiên bạn nên chú ý đến chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý để tránh bị ốm. Tháng 2 âm lịch, công việc tuổi Dậu trong tháng này có chút khó khăn, bạn sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách và áp lực trong công việc. Tuy nhiên nếu bạn cố gắng hết sức thì sẽ vượt qua được mọi khó khăn. Tài chính, tài lộc tuổi Dậu trong tháng này không được tốt, bạn sẽ phải chi tiêu nhiều cho các khoản bất ngờ, do đó bạn cần phải cân đối chi tiêu hợp lý để tránh bị thâm hụt. Tình cảm, chuyện tình cảm của tuổi Dậu trong tháng này khá phức tạp, những cặp đôi đang yêu nhau sẽ có nhiều mâu thuẫn và bất đồng quan điểm. Sức khỏe tuổi Dậu trong tháng này khá yếu, bạn sẽ dễ bị mắc các bệnh cảm cúm, ho sốt, do đó bạn cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Tháng 3 âm lịch, công việc tuổi Dậu trong tháng này khá thuận lợi,
bạn sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện khả năng của mình và được cấp trên đánh giá cao. Tài chính, tài lộc độc tuổi Dậu trong tháng này khá tốt, bạn sẽ có nhiều nguồn thu nhập khác nhau, giúp cải thiện đáng kể tình hình tài chính. Tình cảm, chuyện tình cảm của tuổi Dậu trong tháng này khá ổn định, những cặp đôi đang yêu nhau sẽ có nhiều thời gian bên nhau và hiểu nhau hơn. Sức khỏe tuổi Dậu trong tháng này khá tốt, tuy nhiên bạn nên chú ý đến chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý để tránh bị ốm. Tháng 4 âm lịch, công việc tuổi Dậu trong tháng này khá bận rộn, bạn sẽ phải làm việc nhiều hơn bình thường để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, tuy nhiên nếu bạn cố gắng hết sức thì sẽ đạt được kết quả tốt. Tài chính, tài lộc tuổi Dậu trong tháng này không được tốt, bạn sẽ phải chi tiêu nhiều cho các khoản bất ngờ, do đó bạn cần phải cân đối chi tiêu hợp lý để tránh bị thâm hụt. Tình cảm, chuyện tình cảm của tuổi Dậu trong tháng này khá phức tạp, những cặp đôi đang yêu nhau sẽ có nhiều mâu thuẫn và bất đồng quan điểm. Sức khỏe tuổi Dậu trong tháng này khá yếu, bạn sẽ dễ bị mắc các bệnh cảm cúm, ho sốt, do đó bạn cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Tháng 5 âm lịch, công việc tuổi Dậu trong tháng này khá thuận lợi, bạn sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện khả năng của mình và được cấp trên đánh giá cao. Tài chính, tài lộc tuổi Dậu trong tháng này khá tốt, bạn sẽ có nhiều nguồn thu nhập khác nhau, giúp cải thiện đáng kể tình hình tài chính. Chuyện tình cảm của tuổi Dậu trong tháng này khá ổn định, những cặp đôi đang yêu nhau sẽ có nhiều thời gian bên nhau và hiểu nhau hơn. Tháng 6 âm lịch, tài lộc mọi thứ sẽ diễn ra khá suôn sẻ, bạn đang thịnh vượng về tiền bạc không có lo lắng, tuy nhiên bạn vẫn nên tiết kiệm một ít để phòng phát sinh những chi phí không mong muốn. Sự nghiệp, công việc diễn ra tốt đẹp, bạn có cơ hội thăng tiến hoặc được giao cho những nhiệm vụ mới mang tính thử thách hơn. Tình cảm, chuyện tình cảm tiến triển tốt đẹp, bạn và người yêu có nhiều thời gian bên nhau và tận hưởng những khoảnh khắc lãng mạn. Tháng 7 âm lịch, tài lộc, tình hình tài chính khá ổn định, bạn có thể nhận được một khoản tiền thưởng hoặc tiền tăng lương. Sự nghiệp, công việc vẫn diễn ra tốt đẹp, bạn có thể gặp phải một số khó khăn nhỏ, nhưng bạn đủ khả năng để giải quyết chúng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Tình cảm, chuyện tình cảm có thể xảy ra một số trục trặc nhỏ, nhưng bạn và người yêu có thể giải quyết chúng một cách hòa bình và ổn thỏa. Tháng 8 âm lịch, tài lộc, tài chính của bạn có thể gặp phải một số vấn đề, bạn không nên đầu tư vào những dự án mạo hiểm hoặc vay tiền để đầu tư. Sự nghiệp, công việc có thể gặp phải một số khó khăn, bạn có thể cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Tình cảm, chuyện tình cảm có thể gặp phải một số sóng gió, bạn và người yêu có thể xảy ra những bất đồng quan điểm và tranh cãi. Tháng 9 âm lịch, tài lộc, tình hình tài chính của bạn bắt đầu cải thiện, bạn có thể nhận được một khoản tiền thưởng hoặc tiền tăng lương. Sự nghiệp, công việc bắt đầu diễn ra suôn sẻ trở lại, bạn có thể đạt được những thành công mới trong công việc. Tình cảm, chuyện tình cảm có thể gặp phải một số trục trặc nhỏ, nhưng bạn và người yêu có thể giải quyết chúng một cách hòa bình và ổn thỏa. Tháng 10 âm lịch, tài lộc, tài chính của bạn ổn định trở lại, bạn không còn lo lắng về tiền bạc nữa. Sự nghiệp, công việc diễn ra tốt đẹp, bạn có thể đạt được những thành công mới trong công việc. Tình cảm, chuyện tình cảm tiến triển tốt đẹp, bạn và người yêu có nhiều thời gian bên nhau và tận hưởng những khoảnh khắc lãng mạn. Tháng 11 âm lịch, tài lộc, tình hình tài chính của bạn khá ổn định, bạn không có lo lắng về tiền bạc. Sự nghiệp, công việc diễn ra tốt đẹp, bạn có thể đạt được những thành công mới trong công việc. Tình cảm, chuyện tình cảm tiến triển tốt đẹp, bạn và người yêu có nhiều thời gian bên nhau và tận hưởng những khoảnh khắc lãng mạn. Tháng 12 âm lịch, tài lộc, tài chính của bạn ổn định trở lại, bạn không còn lo lắng về tiền bạc nữa. Sự nghiệp, công việc diễn ra tốt đẹp, bạn có thể đạt được những thành công mới trong công việc. Tình cảm, chuyện tình cảm tiến triển tốt đẹp, bạn và người yêu có nhiều thời gian bên nhau và tận hưởng những khoảnh khắc lãng mạn. Chuyên gia phong thủy đã hướng dẫn 3 cách xả xui cuối năm, đón cát khí cho năm mới. Thứ nhất, dùng muối đón vận may vào nhà. Muối có tính mặn, dân gian xưa hay dùng có thể xua đuổi tà ma, trừ tà, đem tới sự may mắn, bình an và năng lượng tích cực cho mọi thành viên trong gia đình. Cách xả xui bằng muối thực hiện như sau, cho muối biển vào nồi hoặc chảo, rồi đổ cồn xâm xấp mặt muối, châm lửa đốt và chờ cồn cháy hết, thì cho phần muối được đốt cháy vào túi và mang ra ngã ba bỏ đi là xong. Lưu ý, đốt cồn muối cần đóng cửa để tránh gió thổi vào mà làm tắt, xông nhà bằng muối xong hãy mở cửa ra để ngôi nhà đón nhận những năng lượng mới, tích cực hơn. Đơn giản hơn là rác muối biển vào từng góc nhà, trước sân, trước cửa để xua đuổi tà ma và đón vận may cho mình và gia đình. Hoặc muốn kết thúc chuỗi ngày đen đủi, xui xẻo,
Bạn có thể cầm một nắm muối sau đó ném qua vai trái của mình. Lưu ý là phải ném qua vai trái nhé, bởi nếu lỡ ném qua vai phải thì bị cho là xui xẻo, còn tăng thêm gấp đôi nữa đấy. Theo chuyên gia phong thủy, ông bà từ xa xưa đã có câu nói, đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi, muối là muối ăn hay muối sống, và vôi là vôi sống. Theo ngày xưa, muối và vôi là hai chất để trừ tà và đem lại sự may mắn cho người dùng. Muối có thể tịnh hóa khí trường, sát khuẩn cực hữu hiệu, do đó người ta thường hay rắc muối ở từng phòng và trước cửa nhà để xua đuổi tà ma, đón vận may vào nhà. Tục sám muối còn cầu mong sự đậm đà, hòa thuận trong tình cảm gia đình, sự mặn mà trong các mối quan hệ cuộc sống. Thứ hai, dọn nhà, tạo hương thơm dễ chịu cho ngôi nhà. Một ngôi nhà bừa bộn với mùi hôi, khó chịu, tanh tưởi, ẩm mốc sẽ khiến không gian trong nhà trở nên bí bách và mang năng lượng xấu, ảnh hưởng đến sức khỏe và tài vận. Cách đơn giản bạn có thể thực hiện là dọn dẹp sạch sẽ ngôi nhà của mình. Hành động đơn giản này còn mang ý nghĩa chút bỏ những điều không may mắn, chút bỏ cái cũ để đón những nguồn sinh khí mới, năng lượng mới tích cực hơn. Có thể dùng các loại tinh dầu thiên nhiên để kích thích nguồn năng lượng tích cực trong nhà, hay dùng bột tẩy uế giúp thay đổi trường khí và mang lại cát lành may mắn cho các thành viên sống trong ngôi nhà, hoặc dùng hoa tươi, nến thơm hay tinh dầu thơm để xua đi mùi xú uế, cải thiện không gian sống, lưu giữ hương thơm giúp ngôi nhà dễ chịu, thư thái, đổi vận đón tài lộc vào nhà. Đốt trầm là cách nhiều người dùng để loại bỏ xui xẻo, tăng cường năng lượng tích cực cho ngôi nhà, nên chọn những loại hương nồng như gỗ đàn hương, hoa nhài, tốt nhất là trầm hương để xông nhà, giúp loại bỏ những điều không may, xui xẻo, trừ tà khí và tăng cường năng lượng dương cho không gian sống. Quan trọng là chọn mua được loại trầm chuẩn, chất lượng, tránh mua loại trầm có tẩm hóa chất độc hại. Có nhiều loại trầm hương khác nhau nên cách xông trầm cũng có khác. Với trầm hương bột, cho bột trầm hương vào lò đốt trầm bằng điện để khói lan tỏa ra khắp phòng. Với nụ trầm hương, đốt nụ trầm hương trên đĩa và để khói tự lan ra. Với trầm hương mảnh, cho trầm hương vào khay đốt chuyên dụng, sau đó bê đi quanh nhà để khói trầm hương có thể lan tỏa ra khắp không gian sống. Mẹo thứ ba, đốt phong long phù. Với một số nhà phong thủy thì phong long phù được dùng nhiều trong việc trừ uế khí, khai vận, chiêu tài, vì rất dễ làm. Thỉnh phong long phù đã được tẩy uế, khai vận, sau khi thắp hương ở ban thờ gia tiên, ban thờ thần tài gia chủ thành tâm khấn lạy, khai báo đầy đủ tên tuổi, địa chỉ và kêu cầu những mong muốn, sở nguyện của mình để phù ứng nghiệm, cuối cùng gia chủ xin tà lễ và đem phong long phù đốt ba lá ở các hướng tốt trong ngày. Theo quan điểm dân gian, phong thủy, xả xui có thể làm bất cứ khi nào cảm thấy vận trình của mình đi xuống hay gia chủ vừa lui tới những nơi có nhiều âm khí như đền chùa, bệnh viện, nghĩa trang, đi đám tang. Khi về đều có thể làm để trừ năng lượng xấu, tà khí và kích hoạt vận may cho mình và gia đình. Một số lời khuyên cho những người tuổi Dậu năm 2024 để giảm thiểu tối đa những bất lợi và để những cát khí có điều kiện thăng hoa, những người tuổi Dậu nên chú ý thêm những vấn đề sau trong năm 2024 này. Tuổi Dậu cần cẩn thận với những kẻ tiểu nhân, kẻ thù ngầm, cần cẩn trọng trong việc đầu tư tránh bị lừa gạt, chiếm đoạt tài sản. Cần chú ý đề phòng những bệnh về xương khớp, đau đầu, chóng mặt, cần cẩn thận trong việc lựa chọn đối tượng khi còn độc thân. Tổng kết xem tử vi năm Giáp Thìn 2024 này, tuổi Dậu có một năm đầy tài lộc và sự nghiệp thăng tiến không ngừng. Vận trình như cá gặp nước để thỏa sức thể hiện những tài năng của bản thân và đón nhận những thành quả xứng đáng với công sức. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.